Chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Kim Văn Chính. Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan, họ là ai? Đầu tiên xin kể cho quý vị nghe câu chuyện nước Nhật Bản. Vào năm 2011, có chuyện Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara đã phải xin từ chức vì bị tố cáo là đã nhận một khoản tiền quyên góp 600 đô la từ một người nước ngoài khi ông vận động góp quỹ bầu cử cho đảng của ông ông Maehara đã xin lỗi người dân Nhật Bản và đã từ chức chỉ sau 6 tháng nhận chức. Khoản tiền này tuy nhỏ, nhưng luật pháp Nhật Bản cấm nhận những cái khoản đóng góp chính trị từ các cá nhân là người nước ngoài. Trên thực tế, người ngoại quốc mà ông Maehara nhận tiền đóng góp là một bà hàng xóm, chủ một quán ăn mà ông quen biết đã nhiều năm nay. Và chính ông có thể cũng không biết là bà ấy vẫn mang quốc tịch Hàn Quốc chuyện không để chính trị bị các thế lực ngoại bang, nhất là các ngoại bang thù địch hoặc có giả tâm, là rất quan trọng và nhạy cảm. Nó gắn với an ninh quốc gia và cả uy tín chính trị của nhà cầm quyền. Ở nước ta, đó xưa thì có các ông như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, kể cả góc độ nhất định thì Nguyễn Ánh Gia Long sau chỉ có các ông như Hoàng Văn Hoang, Chu Văn Tấn. Góc độ nhất định cả Phùng Quang Thanh đều là những tấm gương trong xử lý quan hệ với nước lớn có giả tầm. Và bây giờ, vài nét về người Việt gốc hoa ở Việt Nam. Lịch sử hình thành dân tộc Việt Nam, nhất là ở miền Nam, gắn liền với nhiều đợt di dân, thôn tính và cai trị của các triều đại phương Bắc Trung Hoa tuy nhiên các dòng tộc gia đình có khi ban đầu có xuất xứ từ trung quốc nhưng sau nhiều thế hệ sống trong môi trường văn hóa việt lấy vợ lấy chồng nhiều đời đều trở thành người việt chính hiệu cả về văn hóa và ý thức hệ chính trị nhiều người nổi tiếng dù là gốc gác phương bắc nhưng đã trở thành những anh hùng việt nam tham gia các cuộc kháng chiến của người việt chống lại xâm lược của phương bắc có những dòng họ như dòng Mạc cửu người chinh phục và phát triển vùng đất Hà Tiên sau khi đầu quân gia nhập về đất Việt được tấn phong chức truyền đời tổng đốc và làm đến bốn đời nhiều nhóm người Hoa ở Việt Nam không còn nói tiếng Hoa hoặc là tiếng nơi họ có nguồn gốc họ đã được Việt hóa và tự nhận là người Việt người Hoa thường chỉ để gọi các nhóm người mới di cư chưa đầy ba đời hoặc một số nhóm sống biệt lập thành cộng đồng rất riêng, không nói tiếng Việt. Trước năm 75, người Hoa, tức người Việt gốc Hoa ở miền Nam có khoảng 1,5 triệu người tập trung ở vùng chợ lớn, họ nắm giữ kinh tế của xã hội miền Nam do tài năng kinh doanh và tinh thần gắn kết bè đảng của họ. Sau năm 75, ngoài được chạy di tản trước ngày 30 tháng 4, có sự kiện nạn kiều tức sự kiện người hoa ồ ạt di cư về trung quốc và đa phần là đi nước ngoài do việt nam có chiến tranh với trung quốc có khoảng trên dưới một triệu người đã ra đi trong đó có cả những người giỏi về làm ăn giàu có về tài sản nạn kiều năm 78-79 không hẳn là kết quả chính sách của Trung Quốc xúi dục đội quân thứ năm làm loạn nước ta. Nó còn là biện pháp rất ngoạn mục của chính nhà nước Việt Nam để thúc đẩy ép buộc người Hoa, người Việt gốc Hoa ra khỏi các ngành và địa bàn trọng yếu về an ninh xã hội. Kết quả là người Hoa gần như sạch bóng khỏi Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Ở Sài Gòn chợ lớn, người Hoa chỉ còn khoảng gần 1 triệu người, sống tập trung ở quận 5, quận 6 và quận 11. Những nhóm người Hoa bình thường vốn có quê hương rất khác nhau và mức độ hòa nhập việc hóa cũng khác nhau, thường chỉ chăm chút làm ăn, không thích can dự vào chính trị. Khi Việt Nam gặp khó khăn khủng hoảng kinh tế năm 78 cho đến năm 91, thì nhiều người Việt gốc Hoa đã được khuyến khích trổ tài sản xuất buôn bán kinh doanh, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới. Nhiều công ty làm ăn chân chính phát triển đến tận bây giờ như BITIS, Kinh Đô, Minh Long, thành những thương hiệu Việt nổi tiếng được nhà nước vinh danh nhưng cũng có những công ty của người Hoa lợi dụng chính sách đổi mới kinh doanh thao túng thị trường, vi phạm pháp luật như Tăng Minh Phụng một thời. Những công ty này thường được các thế lực tài phiệt Trung Quốc ở Hồng Kông và đằng sau nữa là Trung Quốc lục địa tiếp tay thao túng, bơm tiền và chi phối. Sau sự kiện tuyên án tử hình Tăng Minh Phụng vào năm 2003, ta chỉ thấy còn các công ty người gốc hoa làm ăn chân chính như sản xuất, phát triển và chấp hành chính sách tốt. Số buôn bán và thao túng tài chính chỉ giữ ở quy mô nhỏ gia đình ở quận 5, quận 6. Và câu chuyện về Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát gắn liền với bà chủ danh nghĩa duy nhất ở Việt Nam là bà Trương Mỹ Lan, xuất thân từ một tiểu thương bán vải chợ xoái Kình Lâm, sau lấy chồng là ông Chu Lập Cơ, Chu Eric, người Hồng Kông, mà ông này sau được biết là tay chân thân tín và tài phiệt cho trùm tham nhũng và là Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Họ có một người con quốc tịch Hồng Kông. Họ Trương là họ lớn ở bên Trung Quốc và có di cư sang Việt Nam nhiều đời, nhiều chi độc lập nhau. Nhóm họ Trương đã việc hóa tại Sài Gòn là một trong vài dòng họ có thế lực mạnh nhất Sài Gòn, kể cả thời trước năm 75 lẫn bây giờ trong chính thể hiện nay. Sự thành công và thao túng tài sản mạnh nhất của Vạn Thịnh Phát gắn liền với 10 năm cầm quyền của Lê Thanh Hải. Ông Hải lại có vợ là bà Trương Thị Hiền, là em ruột của bà Trương Mỹ Hoa, trước làm đến chức phó chủ tịch nước. Chưa có bằng chứng để nói dòng họ Trương của bà Hoa Hiền với dòng họ Trương của bà Mỹ Lan có gắn bó về gia tộc hay không. Nhưng trong bối cảnh xã hội Việt Nam với các phong trào dòng tộc đồng hương rất mạnh thì rất có thể có sự liên hệ đáng kể ở đây. Cho dù họ Trương Việt Nam Sài Gòn không phải là họ Trương gốc hoa của bà Trương Mỹ Lan, nhưng dòng họ Trương đều có nguồn gốc từ vùng Nam sông Dương Tử. Văn hóa dòng họ hiện nay cũng rất phát triển ở Việt Nam và Trung Quốc. Bà Lan xuất thân là chủ sạp buôn vải ở chợ Soái Kình Lập. Năm 1992 sau khi có chính sách đổi mới, bà Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng Vạn Thịnh Phát, hoạt động trong lĩnh vực thương mại nhà hàng, quy mô rất nhỏ và hoạt động thương mại là chính năm 2007, sau khi kết hôn với Chu Lập Cơ, thì cũng sau khi Lê Thanh Hải lên cầm quyền Sài Gòn, công ty của Trương Mỹ Lan chuyển sang kinh doanh bất động sản là chính, với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, với tên tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với khoảng 20 công ty và ngân hàng con đã phát triển như diều gặp gió, thầu tóm các khu đất vàng vùng trung tâm Sài Gòn và khu vực lõi của chợ lớn. Cần biết là lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực rất lãi nhưng cũng nhiều rủi ro, nhất là rủi ro chính sách tân quan, tân chính sách và cần rất nhiều tiền. Những gã khổng lồ nhiều tiền và đi đầu trong kinh doanh bất động sản ở Sài Gòn như Diệp Bạch Dương, Đoàn Nguyên Đức, Cường Đô La và gần đây là Trịnh Văn Khuyết hay Tân Hoàng Minh đều phải ôm đầu máu, kẻ bỏ của chạy lấy người, kẻ phá sản ôm vòng lao lý. Những công ty còn tồn tại cũng chỉ giữ quy mô vừa phải hoặc phải có bao che tiếp tay rất mạnh của hệ thống ngân hàng và cơ quan quyền lực. Riêng Vạn Thịnh Phát cứ lừng lững gặm hết đất vàng này sang đất vàng khác, tất cả đều chỉ xây các khách sạn 5, 6 sao hay trung tâm thương mại hoặc thậm chí bỏ không có mọc cả chục năm nhiều miếng đất sau khi gặm xong để cỏ mọc cả chục năm mà không có lệnh thu hồi, công ty cũng không lo lắng về hiệu quả. Tài sản của Vạn Thịnh Phát đến nay cộng dồn đã lên con số hàng trăm ngàn tỷ đồng. Chỉ một tòa nhà thôi tại mặt đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn cũng có giá trị trên 10.000 tỷ. Vạn Thịnh Phát có mấy chục tài sản toàn chỗ đắc địa như vậy nếu ở nước ngoài có các biện pháp giám sát tài chính chặt chẽ hệ thống thuế công bằng thì vạn thịnh phát không thể phát lên được hoặc nếu phát thì bị truy thu thuế phạt tiền hoặc bỏ tù từ lâu nhưng ở việt nam nó cứ lừng lững lớn lên trở thành tài phiệt tài chính thao túng sang cả các lĩnh vực tài chính chứng khoán và ngân hàng có một chi tiết là vụ bê bối lộ ra khi bị can dương trí dũng tổng giám đốc vinalize khai tại tòa có mang 1 triệu đô của Vạn Thịnh Phát đến biếu tướng Phạm Quý Ngọ để vận động phê duyệt khu cảng Sài Gòn cho Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, lời nói của Dương Chí Dũng tại tòa bị cắt ngang ngay và có sự kiện không biết có liên quan không, nhưng sau đó vài ngày thì tướng công an Phạm Quý Ngọ nhập viện và chết luôn sau đó tại bệnh viện. Một tổng giám đốc tổng công ty nhà nước như Dương Trí Dũng còn phải làm đầu sai, sách thuê 1 triệu đô cho Vạn Thịnh Phát thì chúng ta biết rằng tập đoàn này có thế lực như thế nào phải không nào? Vạn Thịnh Phát hầu như không có kinh doanh bất động sản, nó chỉ có mua vào thôi mà toàn là mua các cái khu đất vàng hàng chục hecta, hàng trăm hecta về sau các hoạt động kinh doanh khách sạn cho thuê văn phòng có doanh thu thì các doanh thu đó chỉ đủ để trang trải chi phí kinh doanh và các chi phí khác. Vậy ta có quyền đặt câu hỏi, nguồn tiền của vạn thịnh phát lấy từ đâu, liệu có liên quan gì đến các công ty khổng lồ nước ngoài hay không, có liên quan đến các nguồn rửa tiền của các quan chức tham nhũng bên Trung Quốc hay không. Trong hồ sơ Panama, Trương Mỹ Lan là cái tên Việt Nam đứng đầu bảng, Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ đều có tên trong danh sách hồ sơ Panama nổi tiếng. Ở Việt Nam, bà chủ trương Mỹ Lan rất kín tiếng, truyền thông của Vạn Thịnh Phát rất chuyên nghiệp. Bề nổi, ta chỉ thấy Vạn Thịnh Phát làm từ thiện rất nhiều, ủng hộ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều, nhiều đến mức người bình thường không hiểu nổi. Năm 2014, cần nhớ là năm 2015 thì Lê Thanh Hải sẽ nghỉ chức. Năm 2014, bà Trương Mỹ Lan có nộp đơn xin bỏ quốc tịch Việt Nam cùng với nhiều thành viên trong gia đình. Tất nhiên, bà ta có quốc tịch nước ngoài rồi. Tuy nhiên, sau đó vài tháng thì lại xin rút đơn này. Chỉ trong đợt chống dịch lần này, Vạn Thịnh Phát tài trợ rất khủng. Hãy đọc các báo để mà thấy ủng hộ quỹ vaccine 1.450 tỷ đồng, ủng hộ xây biếu không bệnh viện giả chiến 9A ở Bình Chánh, xây biếu không bệnh viện giả chiến trên đường Đào Trí, quận 7, cải tạo hai tầng thương mại của chung cư cao nhất chợ lớn Thuận Kiều Plaza thành bệnh viện giả chiến số 5, ủng hộ 450 tỷ đồng, cải tạo bệnh viện công An Bình và mới đây ủng hộ 1.000 tỷ đồng, 47 triệu đô để thành phố nhập 5 triệu liều Verocell của Trung Quốc. Vạn Thịnh Phát là công ty nghiêm chỉnh hay là công ty có ý đồ gì khác? Nguồn vốn của ai? Vốn gốc có dính gì với các tập đoàn mờ ám Hồng Kông hay không? Con đường thâu tóm đất vàng, đất có ý nghĩa an ninh quân sự vùng Sài Gòn có được minh bạch về luật pháp không, về quy trình đấu thầu giao đất và định giá? kinh doanh của Vạn Thịnh Phát có đóng thuế đầy đủ cho nhà nước hay không? Đó là những câu hỏi được đặt ra. Lòng dân là thước đo cho chính trị và các quyết định chính trị. Chính trị dù là trong chống dịch hay lúc thái bình cũng phải đo bằng lòng dân mà thôi. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.